nhằm chung tay khắc phục những khó khăn với nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Định Hóa. Sáng ngày 1 tháng 10, công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Lan Việt Food Travel, Saco Travel và một số nhà tài trợ đã tổ chức chương trình Chung một tấm lòng Việt Nam quê hương tôi 35 hướng về miền Bắc. Dự chương trình có đồng chí Lương Văn Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đồng chí Lý Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân huyện. Tại chương trình, các nhà hảo tâm đã trao 155 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn huyện. Trong đó, có 21 gia đình là nhân viên của công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Lan. Mỗi suất quà gồm thực phẩm, quần áo và tiền mặt. Tổng trị giá mỗi suất quà là 1 triệu đồng. Qua đó, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm chia sẻ của các cấp chính quyền và cộng đồng xã hội, tạo động lực cho các hộ gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.